Thưa quý vị, và chiều nay tại Hà Nội, lễ công bố Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 đã diễn ra. Và năm nay, đại hội sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 5 đến mùng 9 tháng 6 năm 2024 tại thành phố Đà Nẵng. Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 diễn ra từ ngày 29 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 6 tại thành phố Đà Nẵng. Đại hội có sự tham gia của hơn 1.300 vận động viên, huấn luyện viên từ các đoàn thể thao của 10 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Với thông điệp kết nối cùng tỏa sáng, Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 không chỉ là nơi tôn vinh tài năng thể thao, mà còn đề cao sự kết nối của học sinh các quốc gia trong khu vực, cùng đoàn kết vì một thế hệ trẻ Đông Nam Á hội nhập và phát triển. Thông qua đại hội để đánh giá là cái hoạt động thể chất trong trường học của các quốc gia Đông Nam Á. Không ngoài vấn đề tôn vinh các tài năng thể thao trẻ trong học đường, mà qua cái đại hội cũng góp phần kết nối và giao lưu học hỏi, đặc biệt là nâng cao cái chất lượng công tác giáo dục thể chất trong các quốc gia. Với tư cách là nhà tài trợ kim cương của đại hội, tập đoàn TH muốn khẳng định cam kết thúc đẩy sự phát triển và đồng hành cùng các hoạt động sức khỏe học đường và dinh dưỡng học đường, hiện thực hóa sứ mệnh vì tầm vóc Việt, đồng thời tạo điều kiện cho thế hệ trẻ khu vực tham gia những hoạt động có ý nghĩa, đoàn kết vì một Đông Nam Á hội nhập và phát triển. Tại đại hội năm nay, các vận động viên sẽ tranh tài ở 6 môn thể thao, tranh 107 bộ huy chương ở các môn là bơi, điền kinh, cầu lông, bóng rổ, pencastilat. Lễ khai mạc của đại hội sẽ diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. TH, tiên phong xây dựng chương trình dinh dưỡng học đường quốc gia.